kỳ án Thực Dược Đen năm 1947. Kỳ án Thực Dược Đen được cho là một kỳ án vô cùng khủng khiếp và nó cũng là một chủ đề tốn không biết bao nhiêu giấy mực của giới báo chí. Vào rạng sáng ngày 15 tháng 1 năm 1947, một người mẹ đang dắt đứa con của mình đi dạo trong một khu phố ở Los Angeles gần công viên Lambert thì cô đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đó là thi thể của một phụ nữ trẻ, khỏa thân và đã bị xẻ làm đôi. Mất không lâu để cảnh sát có thể tìm ra danh tính của nạn nhân, đó chính là Elizabeth Short, 22 tuổi, đang là nhân viên phục vụ tại một nhà hàng địa phương. Elizabeth là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Sau này, giới báo chí đã đặt biệt danh cho cô là Black Dahlia, có nghĩa là thực dược đen, vì lời đồn đoán rằng cô rất thích mặc đồ đen. Và vụ án của cô cũng xảy ra vào thời điểm bộ phim nổi tiếng Black Dahlia ra rạp. Quay trở lại với vụ án, FBI cho biết thực dược đen bị sát hại rất dã man. Thi thể được tìm thấy trong tình trạng lõa thể và đã bị xẻ làm đôi. Khuôn mặt bị cắt xẻ rất nghiêm trọng. Cụ thể, hung thủ đã rạch miệng của nạn nhân đến tận mang tai. Hơn nữa, kẻ giết người dã man này đã hút hết máu trên xác nạn nhân và tẩy rửa sạch sẽ trước khi mang nó đến hiện trường. Với sự hỗ trợ của cảnh sát Los Angeles, FBI đã tiến hành điều tra và tìm kiếm hung thủ trên toàn quốc. Dựa trên báo cáo khám nghiệm tử thi, nghi ngờ ban đầu rằng kẻ sát nhân có kỹ năng mổ xẻ rất điêu luyện vì thi thể đã bị cắt rất gọn gàng. Nhưng sau nhiều ngày điều tra, cảnh sát vẫn không lần ra được bất cứ manh mối nào. Và những tháng sau đó, cảnh sát đã nhận được vô số bức thư nặc danh hung thủ, hoặc thậm chí có hơn 60 người đứng ra tự nhận hoặc tố cáo người thân mình là hung thủ. Nhưng dĩ nhiên, những báo cáo ít ỏi và những thông tin loãng đã khiến vụ án Thực Dược Đen càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Ai đã giết Thực Dược Đen và tại sao hung thủ lại phải làm như vậy? Đó mãi mãi là một bí ẩn. Hung thủ của vụ án vẫn chưa bao giờ được tìm thấy. Thời gian vẫn dần trôi qua và thế giới vẫn không ngừng thêu dệt ra những giả thuyết kinh hoàng.